Và bây giờ để phát huy truyền thống hiếu khách của quân Tứ Kỳ Hải Dương, chúng tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức tặng gia đình nhà gái trân trọng giới thiệu và kính mời tất cả các cụ, công, các bà, các cô, các bác, các chú, quý vị, khách quý của đại gia đình nhà gái của chúng ta có mặt trong phòng cưới ngày hôm nay vui lòng đứng dậy di chuyển có mặt tại khu vực ở phía cổng, dành những tình cảm tốt đẹp nhất với những cái bắt tay thật ấn tượng, nét văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam nói chung và ngày vui ngày hạnh phúc cho năm cổ của thân của chú rể ngày hôm nay nói riêng sẽ tô điểm cho nét đẹp được diễn ra thật trọn vẹn khi có sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị khách quý hai bên gia đình nhà trai và nhà gái có mặt trong lễ đền cưới của đại gia đình nhà gái, thực hiện những nghi thức trang trọng nhất vào ngày lễ ăn hỏi. Và bây giờ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cho hai gia đình nhà trai nhà gái sẽ có mặt ở khu vực ở phía cổng chính và chúng ta hãy gửi đến nhau những lời chào thân ái và tốt đẹp nhất để chúc cho buổi sáng ngày hôm nay thật an lành hơn, thể hiện vào đó là các bắt tay thật nghĩa tình, gắn kết sự yêu thương với tình yêu hạnh phúc cho năm của các con các cháu của quý vị. Xin được thân đại diện của gia đình nhà gái gửi những lời cảm ơn và hân hạnh đón tiếp quý vị khách quý của hai bên gia đình và cũng xin được thân hạnh được giới thiệu và kính mời tất cả quý vị khách quý những ngay còn ở phía ngoài sẽ theo bước đại diện của gia đình nhà gái trở lại trên mặt tiền tra những sự hướng dẫn từ phía đại diện của gia đình nhà gái thì ngay bây giờ chúng tôi mời tất cả quý vị khách quý chúng ta sẽ cùng ngồi để chỗ ngồi và chương trình của chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu chỉ sau ít phút nữa khi tất cả quý vị khách quý của hai gia đình có mặt đông đủ trong khán phòng cưới của tân gia đại gia đình nhà gái trước từ sáng ngày hôm nay.
Và bây giờ thì trong cái bộ phận bê trác di chuyển những tâm sinh lễ đẹp nhất, di chuyển về lấy khu vực sân khấu diễn biến ngoài phòng đấy cho thư gia của đại nhà gái, thì chúng tôi thắng thức đề nghị cái bộ phận tiếp tân của đại dân nhà gái, chúng ta sẽ gác lại câu chuyện riêng tư trở ra ngoài khu vực phòng cưới để mời nước mà cho được tỏ lòng mến khách tham gia cho đại diện của gia đình chúng ta ngày hôm nay chào đón tiễn sĩ Thành Công Đồ của quý vị khách quý. Được diễn ra thật trang trọng tại tư gia của đơn nhà gái trên quê hương thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, với những lời cảm ơn và kèm theo đó những lời chia sẻ để chào mừng những gương mặt phúc hậu từ phía các ông các bà, cô dì chú bác, quý vị khách quý của hai gia đình. Chúng ta sẽ cùng hướng về cái sân khấu nơi đẹp nhất của lễ đường cưới đại gia đình nhà gái ngày hôm nay cùng chờ đợi chia sẻ với quý vị và những giây phút thăng hoa của ngày vui, ngày hạnh phúc trăm năm của những người con, người cháu ưu tú của quý vị. Qua bây giờ, quý vị khách quý đã một được chỗ ngồi có mặt đông đủ trong tư gia của đến nhà gái, thì chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời cô dâu và chú rể sẽ gác lại câu chuyện riêng tư, di chuyển về khu vực của sân khấu để đến chính thức với những nghi thức trang trọng nhất của buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể luôn rồi. Trở lên sân khấu để có đôi lời gửi đến quý vị khách quý thay cho những lời chào đẹp nhất với phát huy truyền thống hiếu khách của quê hương Việt Nam của chúng ta nói chung, thì xin được đón nhận những tràng pháo tay thật lớn nương nhiệt của quý vị để chúc mừng. Được gửi đến từ bố mẹ sinh thành cho cô dâu và vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái gửi đến tất cả quý vị chúc là những lời cảm ơn, kính chúc đại gia đình của chúng ta có một buổi sáng thật nhiều năng lượng, thật nhiều sức khỏe, và cũng sắp tới đây khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang thềm năm mới. Xin được mạn phép đại diện của gia đình gửi đến quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái và chúc đại gia đình của chúng ta sang năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và phát tài. Thưa quý vị, giai thoại về hôn nhân, giai thoại của cuộc sống bao giờ cũng gắn kết bởi những vòng tay yêu thương, với những câu chuyện tình thật lãng mạn và vẻ đẹp nét văn hóa dân tộc Việt Nam từ ngàn đời xưa cho đến ngày nay, và các thế hệ tương lai cũng vẫn luôn vậy, phát huy những vẻ đẹp nét tinh hoa của người Việt. Thì câu chuyện của ngày vui ngày cưới đó là cái kết đẹp nhất mà tất cả quý vị khách quý của hai bên gia đình từ mọi miền của quê hương cũng đã cùng chờ đợi những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi sáng ngày hôm nay. Và buổi sáng ngày hôm nay đây, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với tất cả quý vị rằng những nghi thức trang trọng nhất của ngày lễ ăn hỏi theo như phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam, những sự mong đợi từ phía song thân phụ mẫu sinh thành ra cô dâu và chú rể ngày này cũng đã lâu, và cũng đã để hứa hẹn với tất cả quý vị về một bầu không khí thật trang trọng nhất, niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào lớn nhất đối với các bậc làm cha, các bậc làm mẹ khi mấy mươi năm dày công vun đắp, biết bao nhiêu gian khổ vật chất của đời thường, và họ đã hy sinh biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt đó để cho các con hưởng trọn niềm vui ấy, những giây phút trọn vẹn của cuộc đời. Và bây giờ đây, trên sân khấu là hai vị sao tinh tú nhất mang tên gọi Thu Trang và Quang Nhật.
với sự gắn kết yêu thương từ phía hai họ bốn bên qua những cánh phong thư, cánh thiệp hồng trao tay như một lời hứa hẹn. Để rồi bây giờ đây, quý vị khách quý của hai gia đình có mặt nơi đây, tư gia của đại gia đình nhà gái hướng về bên ngày vui, ngày hạnh phúc chào năm của các con các cháu của mình. Và bây giờ hơn thế nữa, như sự chia sẻ từ phía đại diện của hai gia đình nhà trai nhà gái thì bây giờ hai em cũng đã có mặt trong tư gia của gia đình. Thay cho những lời cảm ơn, thay cho những lời mỹ từ thật đẹp, phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam thể hiện vào đó là những mâm sinh lễ trang hoàng và lộng lẫy nhất, được đại diện của gia đình nhà trai cùng với những người cháu ưu tú sắp xếp để cùng hướng về với tư gia của gia đình nhà gái. Thì bây giờ ý nghĩa của những mâm sinh lễ đó ra sao và câu chuyện ngày hôm nay được mở đầu như thế nào, thì bây giờ chúng tôi được mời tất cả quý vị, những ai còn ở phía ngoài tiếp tục di chuyển trở về bên trong ổn định chỗ ngồi. Và ngay bây giờ cũng xin được mạn phép mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai gia đình nhà trai và nhà gái sẽ cùng trở lên sân khấu, sẽ bước cùng với những người cháu ưu tú của mình để có đôi lời chào, đôi lời chúc sức khỏe và thưa gửi với quý vị về những phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam. Tổ chức buổi lễ ăn hỏi sáng ngày hôm nay xin được đón nhận lời chúc phúc và chào mừng của quý vị với những tràng pháo tay thật lớn, nhung hiện. Kính thưa quý vị khách quý, và trước khi có đôi lời thưa chuyện từ phía đại diện của hai gia đình thì bây giờ thay mặt cho ban tổ chức, những người thực hiện chương trình ngày hôm nay tại gia đình nhà gái, mạn phép được mời đại diện cho hai gia đình sẽ thay mặt cho bố mẹ, song thân phụ mẫu sinh thành được cô dâu và chú rể cùng với những người cháu yêu thương của mình gửi đến quý vị cái cúi chào đẹp nhất để thay cho những lời cảm ơn. Và bây giờ xin được quay trở lại với câu chuyện của ngày vui, ngày hạnh phúc trang năm của cô dâu và chú rể mà chúng ta gọi sáng ngày hôm nay là chương trình lễ ăn hỏi theo như phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam. Thì bây giờ mở đầu cho câu chuyện, chúng ta được mời quý vị hướng về với sân khấu và chào đón những tình cảm tốt đẹp được gửi đến từ quý vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai sẽ thay mặt cho bố mẹ sinh thành những chú rể có đôi lời gửi đến quý vị, xin được đón nhận sự yêu thương của quý vị và những tràng pháo tay thật lớn, nồng nhiệt, xin mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con, cô dì, chú bác, thưa ông Thế và bà Loan, sau một thời gian hai cháu Thu Trang và Quang Nhật tìm hiểu đã đến kỹ càng, đã được sự cho phép của hai bên gia đình để tiến tới lễ hôn nhân cho các cháu. Hôm nay ngày này tháng đẹp, đoàn đại biểu của họ nhà trai chúng tôi có sắm sửa lễ mọ lòng thành xuống kính dâng lên tổ tiên trình báo để cho phép hai cháu tiếp tục thời gian ngắn để đi đến tổ chức lễ thành hôn trăm long hạnh phúc cho hai cháu. Theo phong tục của người Việt là trước khi những việc lớn chúng ta sẽ trình báo tổ tiên để những người cha, người mẹ, người ông, người cụ đã sinh thành ra chúng ta hôm nay. Thế tôi thì là bác của cháu Nhật, được sự ủy quyền của ông bà Lực, bà Thà để xuống đây và cùng anh em, bà con, cô dì, chú bác tổ chức hôm nay xuống đây để cùng với gia đình bên nhà gái để tổ chức thành công cái lễ ăn hỏi cho các cháu và tiến tới cái lễ tổ chức hôn nhân cho các cháu được thành công tốt đẹp. Trước khi dừng lời, tôi không biết nói gì hết, xin đại diện cho họ nhà trai xin gửi tới quý vị các quý vị đại biểu cùng toàn thể gia tộc của họ nhà gái và đặc biệt là ông bà Thế và bà Loan có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện của lễ ăn hỏi sáng ngày hôm nay được diễn ra thật trang trọng tại tư gia của gia đình nhà gái, chúng tôi đã hân hạnh được giới thiệu của quý vị vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai đã xin phép hai bên gia đình thay mặt cho bố mẹ sinh thành cho chú rể để có đôi lời thưa chuyện về những nghi thức trang trọng nhất
để thưa với phái đoàn dân nhà gái để xin cô dâu về làm dâu làm con của phái đoàn đại diện của dân nhà trai. Và bây giờ để gắn kết câu chuyện của ngày vui, ngày hạnh phúc trăm năm của các con các cháu ưu tú của mình, chúng tôi được mời tất cả quý vị khách quý hướng về bên sân khấu và dành những tình cảm thật tốt đẹp hơn nữa chào đón cho những mỹ từ thật đẹp được gửi đến từ phía vị trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái chúng tôi ngày hôm nay. Ngay bây giờ có đôi lời thưa gửi, xin được đón nhận những tràng pháo tay thật lớn, nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các cụ, các bà, kính thưa hội hôn, kính thưa toàn thể các bạn nam nữ thanh niên gần xa, kính thưa các vị tân khách của hai cháu cùng hàng xóm quân khu chung cư. Tôi là bác ruột của cây cháu Trang, anh trai của cái gia đình, anh trai của coi như là ông Thế, được sự ủy quyền của gia đình ông Thế bà Loan, tôi làm trưởng đoàn xin thay mặt các cụ công công bà kính chúc gửi lời tới các cụ công công bà phái đoàn họ nhà gái phái đoàn họ nhà trai và gia đình chúng tôi xin hân hạnh lĩnh giáo nhận những phần quà, những phần sánh lễ đến ăn hỏi của gia đình họ nhà trai. Kính thưa các cụ công công bà cùng toàn thể quân trường, gia đình chúng tôi xin mạn phép được gửi lời kính chúc tất cả tới các cụ công công bà gia đình phái đoàn của nhà trai cùng toàn thể hôn trường những lời chào và những sức khỏe chân thành và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy theo như phong tục tập quán của trường của người Việt Nam, trước khi ngưỡng cửa của cuộc đời mở rộng cánh cửa thì đại diện cho hai gia đình nhà trai nhà gái họ đã thưa gửi với tất cả quý vị về những phần nghi lễ được diễn ra thật trang trọng. Thì bây giờ cũng là lúc được chúng tôi mời phía đại diện của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái sẽ cùng di chuyển những mâm sinh lễ đẹp nhất về với khu vực sân khấu, và chúng tôi cũng đề nghị bộ phận ban lễ tân, bộ phận bê cháp sẽ đứng dậy di chuyển trở về khu vực sân khấu này đi ạ. Đâu rồi các bạn trẻ trong bộ phận bê cháp đứng dậy đi ạ. Và bây giờ sẽ là những giây phút trang trọng nhất của buổi sáng ngày hôm nay, nghi thức trao và nhận những mâm sính lễ để đại diện của hai gia đình sẽ hướng dẫn các con các cháu của mình trở về với tư gia của gia đình thắp hương làm lễ gia tiên theo những phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam. Thì bây giờ xin mời các bạn trẻ nam thanh nữ tú trong tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam sẽ trở về với khung sân khấu, trở về với vị trí những mâm sính lễ đẹp nhất mà chúng ta vừa rồi đã di chuyển trở về bên trong. Xin mời các bạn đưa lời cẩn trương đi ạ. Đôi nào vào đôi đấy đi nào. Các bạn nam đâu rồi ạ? Các bạn nam cẩn trương. Nào, đôi nào vào đôi đấy nhá. Trở về vị trí. Mình bước nhẹ chân em chút nào. Đôi nào, đôi nào vào đôi đấy. Và nghi thức tiếp theo sẽ được diễn ra thật trang trọng như sau. Và đầu tiên, như người xưa vẫn có dạy, theo những phong tục tập quán của truyền thống ở Việt Nam thì miếng trầu khởi đầu cho câu chuyện của ngày vui, ngày cưới, ngày hạnh phúc trăm năm của lứa đôi. Thì bây giờ xin mời các bạn trẻ sẽ di chuyển mâm trầu cao đầu tiên trở về với khu vực sân khấu. Và sau khi các bạn trẻ, chúng ta sẽ di chuyển một sinh lễ trở về phía bên trên để đại diện cho hai gia đình thực hiện nghi thức trao và nhận lễ. Thì mâm trầu cao sẽ được di chuyển về phía tư gia của gia đình. Thì đề nghị một đại diện của gia đình nhà gái mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thế còn những mâm sinh lễ chúng ta sẽ nhận xong thì các bạn đặt lại vị trí ở khu vực sân khấu. Và bây giờ xin mời. Xin được đón nhận sự chúc phúc của tất cả quý vị và những tràng pháo tay thật lớn, nồng nhiệt.
bây giờ thì hai bạn sẽ di chuyển giúp chúng tôi những mâm sinh lễ này hướng về phía trong nhà, phía từ gia của gia đình. Và tiếp theo, ngày vui Long Phượng Sung 10 thì lớp tiếp theo, xin mời các bạn trẻ. Và xin mời đại diện cho gia đình mình đưa sẽ vui lòng hướng dẫn hai bạn đưa mâm trầu cau trở về phía trong nhà để một ít giây nữa cô dâu và chú rể sẽ xin phép tất cả quý vị cùng với đại diện của hai gia đình thắp hương làm lễ gia tiên. Hai bạn đi song song mà nào, đi nhẹ nhàng cứ bình tĩnh thôi. Phía trong nhà có hơi chật hẹp một chút xíu, thế nên xin được mạn phép tất cả quý vị được các bạn trẻ nam thanh nữ tú trong tà áo dài truyền thống của dân tộc sẽ di chuyển lại những mâm sinh lễ đó trở về với vị trí để tất cả quý vị khách quý chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng vẻ tinh hoa của người Việt, thể hiện vào đó chính là những mâm sinh lễ đẹp nhất của buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời hai bạn tiếp theo.
xin được cảm ơn. Tình yêu hạnh phúc cho năm của các con các cháu của mình thêm phần viên mãn. Và bây giờ sẽ là lúc chúng tôi được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cho hai gia đình nhà trai nhà gái sẽ hướng dẫn các con các cháu ưu tú của mình trở vào phía trong nhà, hướng về với bàn thờ tổ tiên của gia đình, chắp tay cầu nguyện, thắp hương làm lễ gia tiên theo như phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố mẹ sinh thành ra cô dâu sẽ theo bước đại diện của hai bên gia đình nhà trai nhà gái trở vào phía trong nhà. Và các bạn trẻ nam thanh nữ tú, hai bạn trong bộ phận bê chấp sẽ giúp cho tôi di chuyển mâm trầu cao trở vào phía trong nhà để đại diện của hai gia đình cùng với cô dâu và chú rể thực hiện nghi thức thắp hương làm lễ gia tiên. Và phía ngoài phòng cưới ngày hôm nay thì câu chuyện của buổi lễ ăn hỏi sẽ được diễn ra với bầu không khí hòa quyện, với những lời yêu thương, với những lời chia sẻ thể hiện vào đó những ca từ mượt mà và sâu lắng ca lên những khúc ca về tình yêu, những giai thoại về cuộc sống. Chúng tôi được mời tất cả quý vị hướng về với sân khấu và ngay bây giờ sẽ cùng chào đón cho tiếng hát của Thanh Hồng chính thức mở đầu với câu chuyện bữa tiệc âm nhạc sáng ngày hôm nay. Chúc mừng đến ngày hạnh phúc trăm năm của Huế Nương, Thu Trang và Quang Nhật. Đầu tiên chúng ta Thanh Hồng xin chào kính gửi tới quý vị khách quý đôi bên gia đình đã cùng trở về trong lễ ăn hỏi của cô dâu và chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất ạ. Bắt đầu cho chương trình văn nghệ để chúc mừng hạnh phúc tới đôi đôi cũng như để chào mừng toàn thể quý vị khách quý với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến ca khúc
Tùy Hứng qua cầu ngay lúc này trân trọng kính gửi tới quý vị. Trong câu chuyện của buổi lễ ngày hôm nay thì vừa rồi quý vị đã cùng nghe những giai điệu mượt mà và sâu lắng để ca ngợi về vẻ đẹp của quê hương đất nước, ca ngợi về những nét tinh hoa của người Việt qua câu chuyện của lễ ăn hỏi chúc mừng đến ngày hạnh phúc cha năm của đời nương Thu Trang và Quang Nhật. Và bây giờ vẫn là sự gắn kết với những nét đẹp tinh hoa của người Việt, chúng tôi mời quý vị ngược dòng thời gian trở về những thập niên 90 đến với hai bài hát rất nổi tiếng Về Quê Ngoại của nhạc sĩ Hàn Châu và Mấy Nhịp Cầu Tre của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ sẽ được hòa âm phối khí vào một liên khúc quê hương thật ngọt ngào. Thân hạnh kính gửi đến tất cả quý vị cùng nghe Về Quê Ngoại và Mấy Nhịp Cầu Tre. Anh
biển quê xa lắm lơi, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn tô hoa thắm đỉnh dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoại đủ từng lời, bao năm giúp già mưa nắng ngược sông xanh như trải êm đềm, đây là nhịp cầu tre nối liền ngày thôn xuân nắng chiều mưa. Hôm nay anh về như là hàng cao, cho ngoại ấm trầu ngoại sống dài lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em vui nhiều không mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nao truyền gần mẹ, chúng đậu sau heo dọc nắng hồng. Em thương nhiều không, lưng ngoài đã cầm gì tới gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như mau về. Đưa mấy nhịp cầu tre làm bên, băng qua tên núi tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra vì chưa hè, lặng mà nghe ai hát chưa hè. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre lặng nghe, ai ca trong nắng chiều vàng hoa cầu tre, bao nhiêu hè vui một câu về để lòng ai quên biết nào nề. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làm bên ấy, thương em lại mơ bên ngày. Cầu tre tích kịch tình tang, cầu tre tăng kịch tình tình rằng mà yêu nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu thưa rằng thưa rằng thưa qua cầu gió bay. Nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hương, ai đem đình gieo trải đắm biển, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay chàng chàng anh nhớ nhịp cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thân biên, lòng mong mai cho dù sông cả đã mòn, chỉ cầu kêu muốn ước mơ. Những nghi thức trang trọng tiếp theo của phần kết câu chuyện của buổi lễ ăn hỏi thì bây giờ chúng tôi cũng được mời một đại diện của bên nhà gái mình sẽ chuẩn bị lễ lại lộc theo như phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam, để trước khi ít giây nữa chúng tôi được mời lên sân khấu và chia sẻ đối với tất cả quý vị khách quý theo cho phần kết của câu chuyện của buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và bây giờ kết thúc cho bữa tiệc âm nhạc, được trở lại với bữa tiệc để liên hoan chúc mừng đến ngày hạnh phúc trăm năm của đối tượng Thu Trang và Quang Nhật, thì xin mời đại gia đình cùng nghe
một tác phẩm viết về quê hương rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương, mà mấy mươi năm qua những giai điệu này vang lên vẫn làm rung động hàng triệu con tim tâm hồn Việt Nam. Kính mời quý vị cùng nghe Tình Thắm Duyên Quê của nhạc sĩ Trúc Phương với hai tiếng hát của Thành Công và Thu Hà. Kính thưa quý vị,
vừa rồi chúng tôi đã thay mặt cho ban tổ chức tại gia đình nhà gái long trọng tổ chức những nghi thức trang trọng của buổi lễ ân hỏi chúc mừng đến với ngày hạnh phúc trao năm của đối đương Thu Trang và Quang Nhật. Phần kết của câu chuyện ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng tôi được mời một đại diện của gia đình nhà gái, một đại diện của gia đình nhà trai sẽ vui lòng nhận lời mời của ban tổ chức di chuyển về khu vực sân khấu. Chúng ta sẽ thực hiện nghi thức kết thúc của buổi lễ ngày hôm nay. Đó là gì? Sự chia sẻ với nhau về câu chuyện về tình yêu hạnh phúc trong năm của các con các cháu của mình. Tổ chức chương trình lễ ân hỏi ngày hôm nay đã được diễn ra thật trọn vẹn. Như một món quà để thay cho những lời tri ân để chúng tôi mời tất cả quý vị khách quý cùng hướng về với sân khấu. Và bây giờ tiếp theo nghi thức kết thúc của buổi lễ ngày hôm nay ngay bây giờ xin mời một đại diện của gia đình nhà gái của mình sẽ tay trong tay với những mâm sinh lễ đẹp nhất thay cho phần kết của câu chuyện ngày lễ ân hỏi, thay cho những lời cảm ơn tới sự nhiệt thành đông đủ của quý vị khách quý tại gia đình nhà trai đã có chút thời gian và ngọc trở về với gia đình nhà gái thực hiện những nghi thức trang trọng nhất của buổi lễ ân hỏi ngày hôm nay được diễn ra trọn vẹn và ý nghĩa. Xin mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai gia đình ạ. Và bây giờ để thay cho phần kết của câu chuyện lễ ân hỏi ngày hôm nay xin được đón nhận một lần nữa sự chúc phúc của đông đủ tất cả quý vị khách quý của hai gia đình với những tràng pháo tay thật lớn ngưỡng nhiệt. Và bây giờ xin mời cảm ơn và xin được chúc mừng hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai gia đình rất nhiều. Và bây giờ có lẽ rằng thay cho câu chuyện của ngày vui ngày cưới ngày hôm nay có rất nhiều điều ấp ủ trong trái tim của tất cả quý vị khách quý hai bên gia đình, những gương mặt phúc hậu của các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú cùng quý vị khách quý của hai gia đình đã về tham dự bây giờ để nói lên bằng lời thì biết bao nhiêu cho đủ. Vậy nên xin được mạn phép thay mặt cho vợ chồng anh Thế, chị Loan được cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị khách quý đã về tham dự. Mạn phép mời tất cả quý vị khách quý chúng ta sẽ vui lòng đứng dậy theo bước đại diện của gia đình vợ chồng anh Thế và chị Loan cùng với đại diện cho hai gia đình trở lại với bàn tiệc. Chúng ta sẽ cùng nâng cốc chúc mừng những ngày vui, ngày hạnh phúc cho năm của các con các cháu của mình bằng những ly rượu hình để thay cho những lời chia sẻ và câu chuyện đó sẽ được gắn kết khi tất cả quý vị khách quý chúng ta trở lại với bàn tiệc ngay sau đây. Và đại diện của hai gia đình sẽ đón tiếp quý vị cũng như vợ chồng anh Thế và chị Loan xin được hân hạnh thay cho những lời cảm ơn. Còn bây giờ thay mặt cho ekip thực hiện chương trình lễ ân hỏi tại gia đình nhà gái ngày hôm nay xin được trân trọng cảm ơn và xin được tạm dừng chương trình. Kính chúc đại gia đình của chúng ta có bữa tiệc ngon miệng, tràn ngập niềm vui và cảm xúc. Thân ái chào tạm biệt.